sân trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ Hà Nội vào sáng qua đã trở thành một ngày hội khi có tới hàng trăm em học sinh từ khắp các phân đường võ đường Thanh Phong về tham gia kỳ thi liên đài đánh giá kết quả học tập. Một trong những bài kiểm tra đầu tiên là phần nội công công phá dùng tay chặt gạch ngói tùy theo từng cấp độ. Hiện nay võ đường Thanh Phong đang duy trì 50 điểm tập tại Hà Nội. Ngoài việc duy trì phát triển phong trào võ học ở nhiều trường mầm non, tiểu học cho đến đại học, võ đường Thanh Phong còn mở các câu lạc bộ võ thuật ở nhiều phường, xã trên địa bàn của thủ đô. Nhiều võ sinh tập luyện tại các câu lạc bộ Học viện An ninh Nhân dân, trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh đã giành được nhiều thành tích cao, mà gần đây nhất là liên hoan võ thuật thanh niên công an dân thu hút hàng ngàn cán bộ chiến sĩ tham gia. Cùng với sự luyện tập ở trong trường thì tập luyện trong câu lạc bộ giúp bọn em nâng cao sức khỏe và sau này có thể ra để phục vụ đất nước, phục vụ tổ quốc ạ. Năm vừa rồi chúng tôi phát triển võ cổ truyền trong Học viện Linh cũng như là trường Trung cấp Cảnh sát Nhân 6. Đặc biệt tại liên hoan võ thuật ngành công an vừa rồi lần thứ 3, 9 em sinh viên lớp võ cổ truyền Học viện An ninh Nhân dân đã thi được giành giải đặc biệt và giải nhì. Đó là thể hiện một cái sự khích lệ rất nhiều cho phong trào phát triển võ thuật của thanh thiếu niên cũng như là của sinh viên, làm sao để rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ của dân tộc. Gần 30 năm xây dựng và phát triển với phương châm học võ đạo trước khi học võ thuật, võ đường Thanh Phong đã đào tạo ra được hàng ngàn võ sinh ở các cấp tham gia nhiều giải thi đấu quốc gia và quốc tế. Với những gì đã làm được cho thế hệ trẻ Việt Nam trong việc nâng cao sức khỏe, có thêm sự tự tin, lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và thượng võ của dân tộc. Trong suốt bề dày hàng chục năm qua, võ đường đã cùng với dòng chảy võ thuật của thủ đô có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào võ thuật học đường cũng như công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa võ học của dân tộc. Trong thời gian tới, võ đường Thanh Phong sẽ tiếp tục tập trung phát triển hơn nữa, mở nhiều câu lạc bộ võ thuật trong dịp hè dành cho các em học sinh, tạo sân chơi lý thú và bổ ích cho thanh thiếu niên được tham gia rèn luyện sức khỏe, góp phần truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền của dân tộc.